Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, quyền tự do ngôn luận, báo chí và quyền tiếp cận thông tin là quyền cơ bản quan trọng của cá nhân được quy định trong nhiều công ước quốc tế về quyền con người. Ở Việt Nam, quyền con người được hiến định trong các hiến pháp, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013. Thế nhưng trong thời gian gần đây, trên trang mạng dân luận và một số báo chí phương Tây đã phát tán bản lên tiếng về quyền được nói và nghe sự thật. Văn bản này do những tổ chức xã hội mạng phi pháp và một số cá nhân tự xem mình là người bất đồng chính kiến ký. Điều đáng chú ý là một số trang mạng và cá nhân ở nước ngoài như Hoa Kỳ, Canada, Australia vì thiếu thông tin hay còn vì một lý do nào khác đã vội hùa theo bản lên tiếng về quyền được nói và nghe sự thật, mà về bản chất là sự xuyên tạc, phủ nhận quyền tự do ngôn luận, báo chí, Internet ở Việt Nam. Vậy bản lên tiếng này đưa ra những nhận định và tuyên bố gì? Những nhận định đó có đúng với thực tế ở Việt Nam hay không? Và mục đích cuối cùng của bản lên tiếng này là gì? Thì chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời một cách khách quan nhất trong chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay. Ngày 8 tháng 2 năm 2018, cái gọi là bản lên tiếng về quyền được nói và nghe sự thật xuất hiện và được phát tán trên mạng xã hội. Với 5 nhận định và 3 tuyên bố, bản lên tiếng đưa ra một số vụ án, trong đó những bị can, bị cáo đã sử dụng mạng xã hội, nhất là Facebook, làm minh chứng. Văn bản ảo này đòi hủy bỏ nhiều điều luật trong chương 11 về các tội phạm an ninh quốc gia, như điều 79, tội lật đổ chính quyền nhân dân, điều 88, tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và điều 258, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân của Bộ Luật Hình sự 1999 vẫn được giữ lại trong Bộ Luật Hình sự 2015. Và họ còn đòi trả lại toàn bộ sự thật liên quan đến biến cố Mậu Thân 1968. Và ký tên dưới bản lên tiếng là những cá nhân tự xưng là những nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền, là những tổ chức tự phong là tôn giáo và truyền thông, những hội ái hữu cựu tù nhân và tổ chức tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Đó là những nội dung phát thảo về cái gọi là bản lên tiếng về quyền được nói và nghe sự thật. Xin được nêu ra đây 3 vấn đề cần làm rõ để quý vị sẽ tự có câu trả lời về việc được nghe và nói sự thật ở Việt Nam. Trước hết là những vụ việc gồm blogger bác sĩ Hồ Văn Hải, vụ án phong trào chấn hưng nước Việt với 3 bị cáo Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc đều bị truy tố theo điều 88 của Bộ Luật Hình sự, tuyên truyền chống nhà nước. Và vụ án nhóm đấu tranh chống Formosa Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong bị truy tố theo điều 258 Bộ Luật Hình sự cũ, lợi dụng quyền tự do dân chủ. Theo những gì mà bản lên tiếng quy chụp thì đây là những tội danh hết sức mơ hồ và không hề có trong nền pháp chế của nhân loại tiến bộ. Vậy, pháp chế của nhân loại tiến bộ liệu có chấp nhận cho cá nhân hay tổ chức lợi dụng quyền tự do dân chủ để bôi nhọ và xuyên tạc sự thật? Và những gì pháp luật Việt Nam đã làm có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không? Thì chúng ta hãy cùng theo dõi trong clip sau đây. Theo Tổ chức Nghiên cứu về mạng xã hội quốc tế NextWeb, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có nhiều người dùng Facebook nhất thế giới. Số người có tài khoản trên Facebook là 64 triệu người, chiếm 3% tổng số tài khoản Facebook toàn cầu. Người dân có thể đăng tải lên mạng và tải về các video clip hoàn toàn không bị cấm đoán nếu không vi phạm pháp luật. Vậy vì sao trong số 64 triệu tài khoản Facebook của người Việt, chỉ có một số rất ít người như Hồ Văn Hải, Vũ Quang Thuận, Hoàng Đức Bình bị ra tòa? Đó là vì họ đã vi phạm pháp luật. Chẳng hạn Hồ Văn Hải với trang blog và tài khoản Facebook đã đăng nhiều bài viết bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển đã đăng tải nhiều video clip lên Internet, phỉ báng chính quyền, phao tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật. Hoàng Đức Bình vi phạm tội chống người thi hành công vụ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, quy định tại điều 257 và 258 của Bộ Luật Hình sự 1999 trong vụ biểu tình bất bạo động, tụ tập đông người, cố tình gây ách tắc quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh, Nghệ An vào tháng 5 năm 2017. Những tội danh trên được quy định trong hệ thống luật pháp của Việt Nam và phù hợp với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Khoản 2 điều 29 tuyên ngôn quốc tế nhân quyền xác định:
trong khi thực hiện các quyền và quyền tự do cho cá nhân, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận, tôn trọng đối với các quyền và quyền tự do của những người khác, đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ. Khoản 3 điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị xác định, quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn theo luật vì nhu cầu bảo vệ an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng, đạo lý hay những quyền tự do căn bản của người khác. Hoặc khoản 3 điều 19 Công ước xác định, việc hành xử quyền tự do phát biểu quan điểm đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý. Như vậy, các văn bản kể trên của Liên Hợp Quốc luôn tôn trọng luật pháp của các quốc gia, coi việc thực thi quyền con người phải đặt trong tương quan với an ninh quốc gia, trật tự công cộng, với trách nhiệm, bổn phận, đạo đức và với quyền của người khác. Những năm qua, quyền con người, quyền công dân của nhân dân Việt Nam không chỉ được quy định trong hiến pháp, pháp luật mà còn được bảo đảm trong thực tế. Nhiều quyền dân sự chính trị đã được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Qua nhiều hình thức cung cấp, ngoài hệ thống báo chí trong nước, người dân Việt Nam còn được tiếp xúc với 75 kênh truyền hình nước ngoài thuộc nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới. Hiện nay, 20 cơ quan báo chí nước ngoài có phóng viên thường trú tại Việt Nam. Đặc biệt, Internet được nhà nước khuyến khích sử dụng. Hiện có tới 74 báo và tạp chí điện tử, 336 mạng xã hội, hơn 1.170 trang thông tin điện tử được cấp phép hoạt động. Giá dịch vụ Internet ở Việt Nam rẻ nhất khu vực. Ngày nay, người dân Việt Nam có thể tiếp cận tin tức của các cơ quan thông tấn báo chí lớn trên thế giới như AFP, AP, BBC, VOA, Reuters, Kyodo, Economist, Financial Times. Với những số liệu nêu trên, không thể nói quyền tự do ngôn luận, báo chí, Internet ở Việt Nam bị bóp nghẹt như nhiều người tự xưng là người bất đồng chính kiến đã nêu. Rõ ràng những gì mà Việt Nam đã làm trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tự do tín ngưỡng đã được thực tế chứng minh. Tuy nhiên, những người tự xưng là bất đồng chính kiến hay nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền thì vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố, tuyên ngôn, thư ngỏ hay bàn lên tiếng. Vậy họ là ai? Và mục đích của họ có thực sự vì quyền con người hay quyền công dân hay không? Chúng ta sẽ cùng làm rõ trong phóng sự sau đây. Liên tiếp tung lên mạng xã hội những bài phân tích với nhiều dữ liệu tưởng chừng như rất thuyết phục, thậm chí có phần quy kết nhà nước, chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền một cách thiếu căn cứ. Liên tiếp đăng tải, chia sẻ các đơn, thư tố cáo, bài viết của người dân, ca ngợi những người đứng đơn là dũng cảm và kích động người dân làm băng rôn, khẩu hiệu, tụ tập đông người, kéo đến các cơ quan pháp luật, gây sức ép. Đấy là vài nét phác họa cho cái gọi là danh xưng nhà dân chủ, nhân quyền. Có nghe về cái khái niệm nhà dân chủ và các cái lời kêu gọi ở trên mạng thì là thường xuyên được nghe thấy và đọc được. Các thông tin đấy là thường là ở trên các cái mạng xã hội như Facebook là nhiều nhất. Có một người viết một bài là nhà nước chúng ta có những vấn đề này, vấn đề kia và chúng ta cần có những cuộc biểu tình. Nhưng mà thực chất việc biểu tình đó, họ những người mà làm theo họ không biết là bằng việc biểu tình đó họ đã đồng thời vi phạm pháp luật, cũng đồng thời đem đến sự gây mất trật tự cho xã hội cũng như nhà nước. Dư luận xã hội từng biết đến nhà dân chủ Phạm Đoan Trang, một đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật, nhưng luôn kích động, lôi kéo người khác tham gia vào con đường sai trái, vào phong trào dân chủ. Đối tượng này từng kêu gọi các blogger lên tiếng phản biện, chỉ trích nhà nước về các chính sách công. Thậm chí kèm theo lời khẳng định, đi tù không dễ. Đây là luận điệu hoàn toàn ngụy biện, vì trên thực tế ở Việt Nam, mỗi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do phản biện xã hội trên mạng xã hội hay báo chí, truyền thông. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và đã bị xử lý hình sự. Thực tế thì gần đây thì chúng ta có thể thấy một số các cái vụ án như là vụ về anh Pa Sàm, vụ về mẹ Nấm đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khởi tố
và truy tố vào điều 88 của Bộ luật Hình sự và các quy định pháp luật khác có liên quan về xâm phạm quyền tự do dân chủ trong chương 1 của Bộ luật Hình sự. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là hiến pháp cũng đã có những quy định rất cơ bản về quyền của công dân, như là quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin được quy định một cách rất rõ ràng trong các cái quy định tại điều 26 của Hiến pháp 2013. Quyền tự do ngôn luận thì cần phải hiểu một cách nó hết sức cụ thể. Tự do ngôn luận ở đây thì chúng ta không thể hiểu rằng là quyền chúng ta muốn nói bất kỳ cái gì chúng ta muốn, mà tự do ngôn luận phải được hiểu rằng là quyền mà người dân được phát biểu ý kiến, nhưng nó sẽ nằm trong một cái khuôn khổ nhất định của pháp luật. Nếu mà chúng ta nói rằng là sử dụng hết cái quyền tự do ngôn luận mà anh xuyên tạc, anh vu cáo các cơ quan báo chí thì anh đã vi phạm quyền của các cơ quan tổ chức. Nếu anh cũng lấy cái lý do phạm quyền tự do ngôn luận báo chí mà anh dựng chuyện này chuyện khác trên mạng, nói về đời tư của người nọ người kia, thì đấy là anh xâm phạm quyền và lợi ích của người khác. Nếu anh sử dụng cái quyền tự do ngôn luận và mà anh kích động nhân dân biểu tình, tức là anh vi phạm cái quyền và lợi ích của quốc gia dân tộc, đấy là sự ổn định về mặt chính trị xã hội. Cho nên quyền con người không chỉ là cái lợi ích mà còn có cái nghĩa vụ. Trong cái nghĩa vụ đó là có cái nghĩa vụ phải tuân thủ pháp luật. Như vậy mọi người đều có đầy đủ các quyền con người, nhưng phải biết những cái giới hạn của các cái quyền của mình. Như vậy rõ ràng quyền làm chủ phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp của mình. Còn những hoạt động nói trên của những kẻ lợi dụng dân chủ, nhân quyền cũng như của các thế lực thù địch chẳng qua chỉ là trò bịa đặt, bóp méo sự thật. Họ có một cái mục đích nhất định là chống phá về cái xã hội của chủ nghĩa của Việt Nam đấy, và nhà nước Việt Nam. Người ta tung tin như thế nó là phá hoại đất nước mình thôi, có gì đâu. Và để cho người dân không biết cái đúng cái sai gì để mà thực hiện cả. Họ chia rẽ mọi người vì những mục đích khác nhau ở trên cái danh nghĩa dân chủ, nhưng thực chất là không phải như vậy. Nhìn lại những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm dân chủ nhân quyền, có thể khẳng định rằng đó là những thành tựu to lớn không thể phủ nhận được. Những phát biểu điều trần của cá nhân này, tổ chức nọ nhằm bóp méo tình hình nhân quyền ở Việt Nam chỉ là những tiếng nói lạc lõng, xa lạ với cộng đồng quốc tế. Nó đã, đang và tiếp tục bị cộng đồng quốc tế vạch trần, lên án. Như vậy, những thành tựu mà Việt Nam có được trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền đã thể hiện rõ nét không chỉ bằng hiến pháp và hệ thống pháp luật mà còn được chứng minh bởi thực tế. Còn những gì đang được phát tán trên một số trang mạng xã hội, ví dụ như thư ngỏ, tuyên bố hay bản lên tiếng nêu trên, chỉ là phục vụ cho lợi ích của một nhóm cá nhân, tổ chức đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của đất nước. Họ đã cố tình xuyên tạc hoặc cắt xén nguyên bản các điều khoản quy định, hoặc chỉ nhấn mạnh những nội dung phù hợp với mục đích của họ, cố tình bỏ qua những nội dung mà họ thấy không có lợi cho những gì mà họ muốn nhắm tới mà thôi. Và chương trình nhận diện sự thật tuần này xin được dừng lại tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình của chúng tôi tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.